Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi nhanh những cây hoa lan bị hư rễ. Cây sẽ phát triển được bộ rễ khỏe mạnh hơn. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá vẫn còn xanh tốt, nhưng cây đã bị nấm, dẫn đến phần gốc này đã bị đen và lá đã bị vàng. Các bạn hãy loại bỏ chiếc lá này ra khỏi cây. Vì vi khuẩn và nấm tập trung trên những chiếc lá này rất nhiều. Và những cành hoa này các bạn nên cắt bỏ. Và chúng ta hãy cắt bỏ phần gốc này. Khi phần gốc vẫn còn xanh tốt như thế này, các bạn sẽ phục hồi lại cây rất nhanh. Sau đó các bạn phải rửa cho thật sạch. Với bất kỳ một cây hoa lan nào khi phục hồi, các bạn cần phải làm sạch những chiếc lá này. Vì đề kháng rất kém, sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển trên lá rất nhanh. Sau đó các bạn cần phải lau lại cho thật khô. Sau đó các bạn chỉ cần sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Các bạn làm nát ra. Cho vào nửa lít nước. Và các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng nước tỏi này lau các chiếc lá. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng, có chứa rất nhiều khoáng chất, giúp cho cây phục hồi rất nhanh. Và cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá khi phục hồi sẽ không bị nấm. Các bạn cho nước tỏi vào đây. Và hãy ngâm gốc của cây trong 30 phút. Sau đó hãy dùng phần còn lại này cho một ít vào bình phun. Các bạn sẽ chăm sóc cho những cây hoa lan yếu ớt sẽ luôn được bảo vệ khỏi côn trùng và nấm rất hiệu quả. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Và cách làm đơn giản này sẽ giúp cho rễ mới sẽ được phát triển nhanh hơn. Dù là cây yếu ớt, nhưng những chiếc rễ vẫn phát triển rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn sẽ lấy ra
để cây ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi gốc cây đã khô lại, các bạn sẽ yên tâm để phục hồi lại cây. Các bạn hãy sử dụng những sợi dây hút nước và hãy cột lại phần gốc này. Và chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Các bạn cho nước vào. Và nước không chạm vào gốc của cây. Dây này sẽ hút nước lên, giúp cho gốc cây giữ ẩm nhưng không quá ướt. Các bạn đặt cố định ở những nơi khô và thoáng mát. Thường xuyên kiểm tra để thêm nước cho chậu cây. Dùng nước để phun sương giữ ẩm cho lá 3 ngày một lần, để giúp cho những chiếc lá không bị héo rũ trong suốt quá trình phục hồi cây. Và đây là kết quả sau 46 ngày tiếp theo. Rễ đã bắt đầu phát triển rất khỏe mạnh. Chiếc lá cũng đã xanh. Chiếc lá mới đã phát triển thêm rất khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để phục hồi để khỏe cho hoa lan. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm để trồng lại cây, giúp cây hoa lan này sẽ được phát triển tốt hơn khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn có thể xem thêm bằng những phụ đề mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.